Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Văn Cấp, mình là chuyên viên kỹ thuật của sửa chữa laptop 24 giờ. Và ngày hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về cách vệ sinh chiếc bàn phím laptop của mình một cách đúng cách. Và có một thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn, một thông tin rất là thú vị. Đó là các nhà khoa học ở Anh và Mỹ đã nghiên cứu và đưa ra một cái tuyên bố, đó là chiếc bàn phím laptop của chúng ta còn bẩn hơn một chiếc nhà vệ sinh. Vì thực tế là nhà vệ sinh thì thường sẽ được lau dọn hàng ngày, hoặc là cùng lắm là một tuần, hoặc là một tuần chúng ta sẽ lau dọn một lần. Còn chiếc bàn phím laptop thì theo thói quen sử dụng thì có khi là khoảng vài tuần, cả tháng, thậm chí là nửa năm hoặc thậm chí là cả năm các bạn sẽ không vệ sinh bảo dưỡng chiếc bàn phím của mình. Vì cái việc này thì nó cũng khá là nguy hiểm đối với chính bản thân chiếc bàn phím laptop của chúng ta, cũng như là đối với sức khỏe của người sử dụng. Vì có thể là các vi khuẩn các thứ sẽ bám ở trên đó và sẽ theo tay chúng ta, có thể là xâm nhập vào cơ thể, khá là nguy hiểm. Thì sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cụ thể các bước để các bạn có thể vệ sinh một chiếc bàn phím laptop sao cho đúng cách. Thì ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn, đó là một chiếc laptop ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn cách để chúng ta vệ sinh chiếc bàn phím này sao cho đúng cách. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ phần bụi bẩn bám trên bề mặt bàn phím. Trước hết là mình xin giới thiệu các bạn các công cụ mà các bạn có thể chuẩn bị tại nhà để tiến hành vệ sinh chiếc bàn phím của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc chổi lông như thế này, hoặc là các bạn có thể dùng những chiếc cọ vẽ hoặc là những cái dụng cụ tương tự có phần lông mềm giống như thế này. Tiếp theo chúng ta cần có đó là một chiếc khăn mềm, một chiếc khăn mềm như thế này. Các bạn có thể dùng khăn mặt cũ hoặc là một chiếc khăn gì đó các bạn có thể chuẩn bị đó, nhưng mà yêu cầu là một chiếc khăn cần phải có khô, một chiếc khăn khô. Tiếp theo đấy chúng ta cần đó là một dung dịch tẩy rửa. Dung dịch tẩy rửa thì ở đây an toàn và dễ kiếm nhất mà hiệu quả nhất các bạn có thể để chuẩn bị, đó là cồn. Các bạn có thể mua, rất là dễ mua ở các tiệm thuốc, rất là rẻ. Và các bạn có thể dùng cồn 70 độ hoặc là 90 độ. Các bạn có thể pha loãng ra một chút cũng được, và cũng không nhất thiết phải pha loãng quá, thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp cũng được. Và tiếp sau đấy thì một số loại máy để mà có thể tháo phím ra thì chúng ta cần có đó là tơ vít, và hoặc là một số chiếc banh kẹp như thế này thì chúng ta có thể tháo chiếc phím của mình ra để vệ sinh bề mặt bên trong. Cụ thể ở đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn các bước cụ thể để vệ sinh chiếc bàn phím laptop này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ phần bụi bẩn ở bên trên. Loại bỏ phần bụi bẩn ở bên trên thì chúng ta sẽ tiến hành dùng một chiếc chổi có phần lông mềm như thế này, và chúng ta để nguyên chiếc laptop mình một góc khoảng 45 độ, và chúng ta sẽ tiến hành quét toàn bộ từ trên xuống dưới để loại bỏ hết phần bụi bám bên trên. Cũng như phần khe phím các bạn có thể quét dọc như này để loại bỏ phần bụi ở dưới phần khe phím. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển đến, sau khi đã sạch sẽ rồi, phần trên bụi bẩn đã bay hết rồi, thế các bạn có thể tiến hành chuyển sang bước tiếp theo. Đó là các bạn sẽ loại bỏ những cái phần cáu bẩn cũng như là những phần vi trùng vi khuẩn bám trên này. Đấy, tất nhiên là loại bỏ một phần nào đấy thôi. Thì các bạn sẽ dùng chiếc khăn khô như thế này, chúng ta sẽ dùng cồn và chúng ta xịt lên trên phần khăn như thế này, và chúng ta sẽ tiến hành lau nhẹ trên bề mặt. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ dùng phần cồn này và xịt lên trên phần khăn, sau đó tiến hành lau, chứ các bạn không xịt trực tiếp phần cồn này lên phần bàn phím, vì phần cồn dư ra có thể sẽ len lỏi xuống phần khe phím, xuống phần bàn phím và sẽ gây hỏng chiếc bàn phím của laptop của các bạn. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ xịt phần cồn này lên trên chiếc khăn, sau đó tiến hành chúng ta lau. Chúng ta lau nhẹ nhàng trên bề mặt phím và lau đều. Thì cái cồn này nó rất là hay, cái là nó cũng có yếu tố sát trùng tiệt trùng khá là cao, và nó có một đặc điểm khá là hay, đấy là sau khi chúng ta lau xong thì nó sẽ bay hơi ngay lập tức. Vì thế là các bạn có thể sử dụng được bàn phím của mình luôn. Hoặc là nếu trong trường hợp mà các bạn không muốn đợi lâu thì các bạn cũng có thể chuẩn bị một chiếc khăn khô khác, hoặc là giấy lau để các bạn giấy khô, giấy ăn các bạn sẽ lau để cho nó khô ngay lập tức thì sẽ là tốt nhất. Rồi thì sau khi đã tiến hành vệ sinh bề mặt bên trên, thì nếu bạn nào kỹ hơn thì chúng ta có thể tiến hành vệ sinh bề mặt bên dưới phím.
Để vệ sinh bề mặt bên dưới thì chúng ta sẽ làm như sau. Cụ thể là với một chiếc laptop Asus mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Thì cái việc tháo phím của chiếc phím này ra thì nó khá là đơn giản. Nên là mình sẽ dùng chiếc máy tính này để làm ví dụ. Các bạn sẽ cần những thiết bị đó là băng kèm, đúng không? Và các bạn sẽ tiến hành tháo chiếc bàn phím này ra bằng cách là mình gẩy nhẹ phần cá của phím này ra và dùng tay còn lại mình dùng một lực khẽ bậy bàn phím lên là nó rất là dễ bung lên rồi. Sau khi đã tháo được chiếc bàn phím của mình lên như thế này thì các bạn có thể tiến hành tháo rời hẳn chiếc bàn phím của mình ra. Và sau đó là chúng ta sẽ dùng những chiếc chổi mềm hoặc là lông bút vẽ chẳng hạn. Có phần lông mềm này chúng ta sẽ bắt đầu quét bề mặt bên dưới để loại bỏ phần bụi. Như các bạn có thể quan sát thấy đó là phần bụi nó sẽ không chỉ có trên bề mặt mà nó sẽ len lỏi xuống cả những khe phím và len lỏi xuống cả phần dưới phím. Vì thế nên chúng ta cần, nếu bạn làm kỹ thì các bạn có thể vệ sinh toàn bộ. Đấy, các bạn có thể tháo rời những phím ra như này và tiến hành dùng chổi chúng ta sẽ loại bỏ hết phần bụi ở phía bên dưới cũng như là phần khe phím. Đấy, chúng ta có thể để nghiêng như thế này và quét dọc xuống thì sẽ loại bỏ hết những phần bụi ở trong phần khe phím cũng như bề mặt bàn phím và phần dưới phím. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cũng dùng chổi để vệ sinh phần bề mặt dưới phím nằm ở trên máy. Đây, các bạn có thể để nghiêng như thế này và dùng chổi chúng ta quét dọc từ trên xuống để loại bỏ hết phần bụi là len lỏi ở phần dưới. Sau khi chúng ta đã loại bỏ hết phần bụi này rồi thì chúng ta có thể tiến hành lắp lại chiếc phím của chúng ta như ban đầu. Thì đầu tiên các bạn sẽ tiến hành lắp phần cáp phím này lại. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành gá lại những chiếc cá phím như lúc ban đầu. Các bạn sẽ đặt cái bàn phím như này và dùng lực ấn xuống chút xíu là những phần cá phím này nó sẽ giữ chặt chiếc bàn phím của các bạn, để bàn phím các bạn là ổn định như lúc ban đầu. Đấy, sau khi đã thực hiện thao tác xong thì chúng ta có thể lau lại một lần nữa. Đấy, các bạn có thể thao tác như mình hướng dẫn vừa rồi, đó là xịt cồn ở lên khăn này, sau đó các bạn sẽ lau nhẹ phần trên này, lau nhẹ nhàng phần trên này. Đó, sau khi đã lau bằng cồn rồi chúng ta có thể dùng khăn khô hoặc là giấy ăn, các bạn lau qua một nữa để cho phần cồn nó khô luôn lập tức, hoặc là các bạn cứ để tự nhiên thì cồn nó sẽ bay hơi ngay sau đó thôi. Và để vệ sinh chiếc bàn phím laptop của chúng ta thì mình xin giới thiệu với các bạn đó là bộ vệ sinh bàn phím, cũng bán rất là nhiều các cửa hàng phân phối linh kiện phụ kiện laptop máy tính, và bộ này có giá khoảng 20-30 nghìn thôi. Thì trong đây nó cũng có rất là nhiều các dụng cụ để hỗ trợ các bạn vệ sinh chiếc bàn phím laptop của mình, bao gồm có, đây mình xin giới thiệu cụ thể, đấy là gồm phần khăn mềm này, dung dịch xịt để vệ sinh bàn phím và màn hình. Các bạn có thể dùng cả dung dịch này vệ sinh bàn phím và màn hình đều được. Tiếp sau đấy là phần chổi có lông mềm như thế này để vệ sinh phần bụi, và ở đây còn có một phần bóng xịt hơi để chúng ta có thể dùng để loại bỏ phần bụi ở dưới phần khe phím. Các bạn có thể dùng chiếc bóng xịt hơi này để xịt vào phần khe phím như thế này để loại bỏ những phần bụi nó len lỏi sâu vào phần khe phím. Đây là bộ dụng cụ vệ sinh phím và màn hình có bán rất là nhiều ở các cửa hàng về máy tính và laptop. Thì vừa rồi là mình vừa giới thiệu các bạn quá trình để các bạn vệ sinh chiếc bàn phím laptop của mình. Hy vọng là những kiến thức mình mang lại cho các bạn sẽ phần nào giúp các bạn có một cái biện pháp để chăm sóc chiếc laptop của mình một cách tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.